vì là trong gia đình mình ý, thì ai cũng nhặt xôi, nhưng mà mỗi người cũng theo một món xôi. Ví dụ như là hai đứa nhóc nhà mình ấy thì muốn ăn xôi đất, còn món cấp thì rất là tốt đúng không ạ? Nhưng bản thân mình thì mình lại muốn ăn xôi đỗ, còn ông xã thì lại muốn ăn xôi trắng. Thế nên là với cái nồi hộp đấy thì đến đấy là rất là tiện lợi, bởi vì là trong gia đình bốn người thôi nhưng mà ba sở thích khác nhau nên là có thể đáp ứng cùng một lúc. Ý chị là muốn nói đến chiếc nồi đây đúng không? Đúng rồi. À vâng. Em thì rất thích ăn xôi đỗ. Thì chị có thể làm cái món xôi này để chiêu đãi thành viên mới của họ được không? Rất sẵn sàng. Vâng, ok em mời chị.